mà cô nói với con trai tôi là cô có thai. Cô lừa gạt mẹ con tôi hả? Kìa mẹ, mẹ đang nói gì thế con không hiểu ạ? Tôi nghe rõ ràng như vậy mà. Cô đừng có giả dối để mà lừa gạt tránh chuyện như vậy. Một đôi giày cũ con ạ. Đẹp quá. Ngôn, đi về phòng làm bài tập đi. Ừ, con có bài gì đâu. Mẹ cho ở đây chơi với mẹ đi. Lúc nào cũng lý do lý chấu thôi. Ngôn ơi. Dạ. Con để xuống siêu thị không đi với bà? Có. Vậy bà cho cháu xuống nhà chơi cho mát giúp con với nhá. Đi con. Ôi chết, bà ơi, con quên mất cái máy bay rồi. Bà đợi con vào lấy nhá. Thế con để ở đâu? Hai bà cháu mình đi lấy nha. Vâng ạ. Anh Thắng à, anh làm giúp em mốc là 12 tuần nhá. Nếu như chồng em có hỏi thì anh cứ nói là con gái. Anh làm luôn giấy kết quả khám giúp em. 10:30 vợ chồng anh sẽ qua. Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh. Con thích chơi cái gì nữa? Đi vào lấy đi, rồi hai bà cháu mình đi xuống dưới nha. Vâng ạ. Mẹ, cô nhờ người ta làm giấy tờ là cô có thai giả. Cô không có thai mà cô nói với con trai tôi là cô có thai. Cô lừa gạt mẹ con tôi hả? Kìa mẹ, mẹ đang nói gì thế con không hiểu ạ? Tôi nghe rõ ràng như vậy mà. Mẹ, cô đừng có giả dối để mà lừa gạt tránh chuyện như vậy. Này, cô làm sao vậy? Đứng lên. Tại sao mẹ lại đẩy con? Tại sao mẹ lại đẩy con? Cô đừng có diễn kịch nữa được không? Rồi tôi xem con trai của tôi nó tin cô đến khi nào. Còn tôi không có xem nữa đâu. Bảo bố về đưa mẹ đi khám nhanh lên. Con đỡ mẹ dậy. Ừ, bố đây. Bố ơi, bố về đi. Mẹ bị đau bụng. Mẹ bị sao cơ? Anh ơi, anh cứu em với, em đau quá. Ừ, chờ chút, anh về ngay đây.